Đây là một chiếc đèn soi phao cao cấp có mã có tên là 6013. Đây là chiếc đèn soi phao với một kích thước rất là to và dung lượng pin lớn và một chiếc tay cầm bằng kim loại. Đó là ba đặc điểm chúng ta rất quan tâm. Đấy, và đèn này là nó có 4 bóng và 3 chế độ sáng. Đầu tiên đó là dây cáp, củ sạc và bộ chân của nó. Đây, thì cái đèn này thì nó cũng rất là to, các bác có thể so sánh với đèn bình thường thì nó sẽ to gần gấp rưỡi đấy. Đấy, thì em sẽ bật đèn lên thì test buổi tối này nó sẽ chuẩn xác nhất cho các bác. Đây, còn nút của nó đây nha các bác. Đây là nút đầu tiên, đó là nút bật của nó đây. Đây, các bác xem này. Đó, độ sáng của nó thì thôi các bác không phải bàn luôn, nó ăn đứt các con đèn nhỏ, tại vì đây cũng là hàng cao cấp. Đấy, tiếp theo em thử độ sáng tiếp theo. Đó, đấy, dịu, màu vàng. Đấy, các bác xem, nó sáng đến mức này mà. Đấy, dịu. Đấy, mỗi lần ta giữ ta có thể đủ. Đó, tiếp theo, đây, bộ phận của nó. Đấy, tiếp theo là đèn đằng sau này. Cái giữa này là đèn đằng sau, sau khi ta tắt đã đi rồi. Bật ở giữa này nè. Đó, đây là đèn đằng sau. Đây là đấy, đèn tím. Đây nhá, các bác xem, đèn tím câu đen của nó mà cũng sáng thế này nè. Đấy, cái bên này như là có một màu tím thôi. Đấy, 5 chế độ luôn của cái đèn màu tím này. Đấy, còn đâu là bên này là đèn của sáng trắng và sáng vàng. Đấy, đây là em test luôn cho bác xem về cái độ sáng và các thứ của nó luôn đấy nhá. Đây các bác xem độ sáng của nó này. Đấy, quá ok luôn nhá. Hiện tại thì nhà em đang bán loại này, bác nào muốn mua thì liên hệ với em hoặc là thêm trực tiếp vào giỏ hàng. Xin chào các bác.